dụng của đất quý ông. Hôm nay sẽ đưa lên cho anh em xem một con mồi đã thân hiển rồi nha anh em, trình chiến rồi, rất là sát bội nha anh em. Con này trong quá trình đi cái chiến nó bắt 3-4 con rồi nha anh em. Thì nước chơi con chim này là nó mở miệng ra là nó gù thôi, thúc là nó đổ thôi, có khống. Còn ở nhà thì anh em cứ nghe là cứ tranh chim là cứ thúc lên là đổ, thúc lên là đổ thôi. Cái nết gù con chim này rất là ác nha anh em. Gù thở nè anh em xem nè, nói chung nó mở miệng ra là nó gù thôi. Con chim này nó gù rất là khó chịu nha nè. Anh em thấy cái nốt nó gù, lưng nhỏ, bài cánh ôm sát lưng, kín lưng luôn, cặp chân nè. Con này thì to dài. Một ngày thì ở nhà thì anh em đừng tính không biết bao nhiêu mà nói. Nói chung là thúc là đổ thôi. Còn đây là sờ lòng gù thì con là nó chơi nó cứ thúc là gù, anh em cứ nghe thúc là gù thôi. Dàn cườm ác nha nè, lưng nhỏ kín dài. Đó là quá thân rồi, anh em cứ rớt xeo là ghế thôi, rớt xeo là ghế thôi. Nết của nó thì xôn xéo, đang cấp anh em cầm chơi tuyệt vời. Anh em mà chơi mà móc gần với nhau thì thôi đừng nói nó tranh lòng nha anh em. Anh em mà tranh móc gần nó thì thôi, cây cắt cây thì anh em đừng nói là tài treo qua tài treo nha anh em. Rất là đẹp nha nè. Dài giống dàn cườm là cườm chân nó nè, thấy không? Lưng rất đẹp nha nè. Oh,
Thì riêng anh em nào thì cầm con chim này chơi, rồi anh em chơi theo cái hình thức là đánh gì đó thì tùy vào chỗ anh em. Mà riêng á, anh em cam chơi rồi anh em sẽ biết. Ở nhà thì đừng nói là cái nước mà thúc gù nước chơi nó nha anh em. Nó mở miệng lên là nó gù thôi. Chung là nó chơi rất là kèm giác nha anh em. Đây là mình không có cho thấy con chim nè, chỉ cần đỡ nó nghi gần gần thôi đó nha anh em. Lưng này, nhìn thấy cái lưng không? Cái lưng rất đẹp nha anh em. Cứ vậy thôi nha nè, cứ vậy thôi, cứ vậy là chơi thôi. Cứ một rồi cứ thúc thẻ gù, cứ vậy là chơi thôi. Thúc lên là đổ, thúc lên là đổ. Cơm, nhìn thấy một cơm quá đẹp nha nè. Đó thì vừa thì anh em tha hồ mà chơi, thương thức cái nước chơi nó. Nó gú một hơi nữa rồi mình sẽ kết thúc video. Anh em nào cứ nhìn nhận đèn cấp lấy của anh em chơi. Thúc là đổ thôi, thúc là đổ thôi. Rồi mình xin chào hết tất cả nha anh em nào cầm đã chơi rồi anh em sẽ kèm giác tơ ngươi thôi nha anh em. Rồi xin chào hết tất cả nha anh em.